anh xin em một lần cuối. Đừng trách, đừng giận anh nhé em. Em, anh van em, em nói đi. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, hỏi xin hứa lòng cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, hỏi đừng, đừng nhìn anh bật đôi mắt buồn mơ hời. À em nói, à em thấy rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba một lần làm ta xa lòng nhau. Xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé em. Em, anh và em, em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, hãy cho dấu lời người ta lạnh giá. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, mời chị Thu Nguyệt, xong chị Thu Nguyệt là anh Nghĩa. Thank you.